Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một ngày mình ăn những gì nha. Thì hôm nay mình thức khá là trễ luôn. 9 giờ mình mới thức lận các bạn đó. Với mình thì giờ này nó cũng khá là trễ rồi đó. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ăn sáng nha. Sáng hôm nay thì mình sẽ đi ăn sáng và uống cà phê với mẹ của mình. Mình có kêu một lon bể úp để khi mà mình ăn sáng xong mình sẽ uống á. Tại thường buổi sáng mình hay bị khó tiêu, rất là khó chịu luôn. Thì buổi sáng ngày hôm nay của mình là một tô bánh canh thịt. Thì cái đoạn này là cái lần thứ ba mà mình bị rớt cái điện thoại. Ok, lúc này là mình đã ăn sáng xong rồi. Trưa nay thì không có nấu cơm như các bạn kêu đồ ăn ở ngoài. Thì trước khi đồ ăn tới thì mình có mua kem ống để xíu nữa ăn. Và đây là thức ăn buổi trưa của mình. Nhìn ngon chưa? Ăn xong rồi bây giờ thì mình sẽ đi lấy kem ăn nha. Hồi nãy mua mình thèm lắm luôn á. Đây là vị đậu đen, cũng là cái vị mà mình thích nhất luôn. Mình gỡ cây kem xong mà nó bị bay luôn cái filter luôn rồi. Không sao nha, mình vẫn còn ăn được nha các bạn. Thì mình đã tới bắt đầu ăn cơm chiều rồi nè. Ở đây có bạn nào không ăn được hôm qua không ta? Mình thì cũng ăn được đó, nhưng mà mình ăn ít. Ăn cơm xong rồi thì mình sẽ bắt đầu ăn thêm xoài nha các bạn. Tại vì mình mới vừa làm được chén nước chấm hơi bị ngon luôn. Thì hồi chiều mình có hái một ít hoa đậu biếc các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử ở nhà mình pha mình uống nha.
Thiệt ra là mình uống hoa đậu biếc rồi, nhưng mà đó giờ mình chưa bao giờ pha ở nhà và uống hết trơn á. Cái màu hoa đậu biếc khá là đẹp nha. Mình muốn quay rõ cho các bạn xem nhưng mà khói nó bốc lên quá trời luôn. Thì hoa đậu biếc nó không thơm thiếu nào hết. Theo mình biết thì tác dụng của hoa đậu biếc là dùng để giảm cân các bạn. Cho nên mình uống ít thôi, mình uống để mình cảm nhận khi mình tự pha nó có giống như ở ngoài quán không nha. Thì cảm nhận của mình là nó rất là dở luôn á, không ngon xíu nào. Thôi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thử cái này nha. Mình thấy ở trên TikTok là người ta nặn chanh vô hoa đậu biếc thì nó sẽ đổi màu ý các bạn. Hay thiệt luôn á, nó từ màu xanh mà đổi thành màu tím luôn. Ok, bữa ăn cuối cùng trong ngày của mình đó chính là ăn khuya, hầu như là ngày nào mình cũng ăn hết trơn á. Thì bây giờ để mình lấy mì ra nha, tối nay thì mình với em mình sẽ ăn luôn. Ôi mà hơi khó lấy quá, để mình tắt điện thoại rồi mình đi lấy đây. Mình thì sẽ ăn gói mì siêu cay và em mình sẽ ăn gói mì xào hảo hảo. Cái ca đậu biếc mà hồi chiều mẹ mình pha thêm nè, công nhận màu nó đẹp ghê luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu mì. Đây là gói mì yêu thích của mình. Mình thấy nó ăn ướt hay là ăn khô gì cũng ngon hết á. Hôm qua thì mình đã ăn khô rồi, bây giờ mình sẽ nấu nước nha. Thì hiện tại bây giờ mới chỉ có 8 giờ rưỡi thôi, mình thấy giờ này cũng còn khá là sớm á. Xong rồi đây, mình sẽ bắt đầu ăn. Ok, mình đã ăn xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Thì đó là một ngày mà mình ăn đó các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha. Thì bây giờ bye bye.